bản luận án viết tay dài 200 trang của nữ giáo sư toán đầu tiên ở Việt Nam. Giáo sư Hoàng Xuân Xính sinh năm 1933, quê ở làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp bằng tú tài 1, ban sinh ngữ, tiếng Pháp và tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, bà sang Pháp học tiếp lấy bằng tú tài 2. Sau đó, bà học ngành toán tại Đại học Toulouse và học xong thạc sĩ toán năm 26 tuổi. Năm 1960, bà về giảng dạy tại khoa toán, Đại học Sư phạm Hà Nội với chức danh chủ nhiệm bộ môn đại số. Năm 1967, giáo sư toán học nổi tiếng Alexander Grazenziak sang Việt Nam giảng bài như một cách phản đối chiến tranh. Bà Xính liền xin ông hướng dẫn làm luận án tiến sĩ và được nhận lời. Sau khi trở về Pháp, ông viết thư gửi bà để cho đề tài và dàn bài nghiên cứu. Hai thầy trò viết thư trao đổi được đúng 5 lần trong suốt 5 năm 1867-1972. Mỗi lần, phải mất 8 tháng lá thư của bà hoặc thầy mới được chuyển đến nơi. Những ngày tháng vừa làm luận án tiến sĩ, vừa dạy học, chưa có chế độ cán bộ được nghỉ hay bớt giờ dạy để làm nghiên cứu, bà thậm chí phải dạy nhiều giờ hơn do có nhiều bằng cấp. Ngày bà đi bộ 4 km trên con đường đất lầy lội đến trường dạy học. Việc đi dạy không đơn giản chỉ là giảng bài mà còn bao gồm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho sinh viên giữa bom đạn. Tối bà về làm luận án trong căn nhà tranh vách đất, nên ẩm ướt cỏ mọc đến đầu gối, mũi nhiều khủng khiếp. Chiếc đèn dầu lay lắt phải che chắn sao cho máy bay B-52 phía trên không phát hiện. Khi chiến dịch Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không giành thắng lợi cũng là lúc bà hoàn thành luận án. Năm 1973, luận án viết tay dài 200 trang bằng tiếng Pháp với tên GR Category, GR, Phạm Chủ của bà được gửi đến Pháp cho giáo sư Grazenziak. Tháng 5 năm 1975, bà Xính đến Pháp bảo vệ luận án tiến sĩ. Đây là luận án tiến sĩ viết tay duy nhất được bảo vệ tại Pháp và có thể là trên thế giới. Sau 50 năm lưu lạc ở Pháp, năm 2023, bản luận án viết tay của bà đã được đưa về Việt Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, 90 năm ngày sinh của giáo sư Hoàng Xuân Xính ngày 5 tháng 9 năm 2023, nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản sách GR Category gồm toàn văn bản luận án tiến sĩ của bà. Năm 1980, bà là nữ giáo sư toán đầu tiên của Việt Nam lĩnh vực đại số. Bà giữ danh hiệu nhà giáo nhân dân và là tác giả nhiều cuốn sách giáo khoa toán phổ thông và đại học. Hiện ở tuổi 90, bà vẫn sử dụng máy tính để cập nhật tin tức và nghiên cứu hàng ngày.